Trong bài học hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thiết lập hệ thống lưới phân tích trong phần mềm EOTech Analyst 2011. Như các bạn biết rằng, phần mềm EOTech là một phần mềm phân tích về năng lượng và các bạn thường xuyên sẽ phải phân tích năng lượng trên những cái mặt phẳng lưới như thế này. Đấy, chúng ta gọi nó là những cái lưới phân tích. Những lưới phân tích này là những cái lưới mà chúng ta sẽ hiển thị những cái kết quả phân tích bằng những cái ô màu và mỗi ô màu nó sẽ tương ứng với một giá trị kết quả. Để thiết lập hệ thống lưới phân tích như thế này, chúng ta sẽ vào EOTech. Đây là cái file mà hôm trước chúng ta đã tạo ra. Để tiện cho việc hiển thị, mình sẽ vào Visualization Setting, bỏ chọn Display Surface. Sau đấy, để thiết lập hệ thống lưới, mình sẽ vào biểu tượng hình lưới này, tức là mục Analyst Grid. Đầu tiên các bạn quan tâm đó là chúng ta sẽ thiết lập hệ thống lưới theo hệ thống trục tọa độ nào. Nếu các bạn chọn XY thì chúng ta sẽ thiết lập một mặt phẳng song song với mặt phẳng sàn, hoặc là XZ và YZ là các mặt phẳng đứng. Ở đây mình sẽ chọn XY. Sau khi thiết lập xong, mình sẽ vào Grid Management. Đấy. Và các bạn sẽ thiết lập các thông số cho nó như sau. Đầu tiên là Start Position, nghĩa là vị trí bắt đầu của hệ thống lưới nó sẽ nằm ở đâu. Ví dụ ở đây mình sẽ cho nó là 0. Tiếp theo Grid Size chính là kích thước tổng thể của toàn bộ tấm lưới. Ở đây thì giả sử mình sẽ cho nó là 10.000. Mục Number of Cell chính là cái số đường kẻ của lưới, thì các bạn ở đây có thể cho nó là 5. Đấy, mình sẽ xem kết quả nó sẽ như thế nào. Mình kích vào OK. Sau đấy mình sẽ kích vào Display Analyst Grid. Các bạn thấy rằng chúng ta đã tạo ra được một hệ thống lưới thế này, và nó sẽ nằm ở trục tọa độ, và nó được chia có kích thước tổng thể là 10.000 và được chia thành 4, tức là 5 cell, tức là 5 hàng kẻ này. Mình sẽ trở lại Grid Management. Ở đây tăng lên, ví dụ mình sẽ cho nó 20.000 chẳng hạn. Number of cell mình sẽ cho nó càng nhiều. Các bạn thấy rằng ô lưới nó càng nhỏ thì chúng ta sẽ phân tích rảnh, phân tích thì càng đúng. Do vậy các bạn có thể cho nó lên ví dụ là 50 để có thể tăng độ mức độ chi tiết của tấm lưới. Mình sẽ kích vào OK. Các bạn sẽ thấy chúng ta đã tạo ra được một cái hệ thống lưới dày đặc như thế này. Sau khi thiết lập xong, các bạn có thể điều chỉnh cái thông số, ví dụ như là bạn muốn cho cái tấm lưới của chúng ta nó nằm cách sàn một khoảng cách bao nhiêu. Đây nó sẽ là 600, ví dụ như các bạn cho nó lên 2.000 chẳng hạn. Các bạn Enter, các bạn sẽ thấy tấm lưới nó sẽ đẩy lên cao. Và thông thường chúng ta sẽ phân tích ở những cái khoảng nó tầm thấp này, như thế này, 600 thôi, như thế này chẳng hạn. Đấy. Khi phân tích thì đôi khi chúng ta sẽ không cần một tấm lưới nó to như thế này, mà các bạn có thể hiểu chỉnh cái kích thước tấm lưới sao cho nó khớp với căn phòng, ví dụ như chúng ta sẽ cho nó vào trong căn phòng như thế này chẳng hạn. Thì mình sẽ kích vào Auto Fit Grid to Object và mình sẽ chọn chế độ Widget. Mình kích vào OK. Các bạn thấy rằng ngay lập tức tấm lưới nó sẽ nằm khớp với cái công trình của chúng ta, với cái đường bao ngoài như thế này. Đấy. Và khi chúng ta đã thiết lập như thế này thì chúng ta có thể hoàn toàn tiến hành phân tích các đánh giá về năng lượng của công trình lên cái tấm lưới như thế này, và kết quả các bạn sẽ thấy trong phần mềm EOTech nó sẽ ra kết quả như thế này chẳng hạn. Đấy. Đây là những cái hướng dẫn cơ bản để các bạn có thể thiết lập lưới trong phần mềm EOTech Analyst 2011. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip lần sau.